Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, VASEP, 3 tháng đầu năm, cá tra sang Nhật Bản đạt 8,58 triệu đô la Mỹ, tăng 60,37% so với cùng kỳ năm 2018. Nhật Bản đã chính thức bước vào top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019. Giá trị này còn cao hơn giá trị xuất khẩu sang thị trường được đánh giá cao và tiềm năng là UAE, Ai Cập, Đức hay Bỉ trong năm 2018. Xuất khẩu cá tra cũng tăng 37,6% so với năm 2017. Đây là một kết quả đáng chú ý bởi trước đây người tiêu thụ Nhật Bản không mở lòng với sản phẩm thủy sản nuôi mà chỉ yêu thích nhập các sản phẩm hải sản từ biển của Việt Nam. Cùng với đó, các tiêu chí nhập khẩu thủy sản vào thị trường này cũng tương đối khắt khe. Cách đây 8 năm, giá trị xuất cá tra sang thị trường Nhật Bản chỉ đạt 2,56 triệu đô la Mỹ, chiếm 0,14% tổng giá trị xuất khẩu cá tra bởi lẽ thị hiếu của người Nhật là sợ mùi tanh nồng của sản phẩm cá nước ngọt và những định kiến chưa đúng về tương quan chất lượng giữa cá nuôi nước ngọt và cá khai thác từ biển. Trước đây, người Nhật ít chấp nhận sản phẩm cá nước ngọt nhập. Tuy nhiên, gần đây doanh nghiệp cá tra Việt Nam đã bắt đầu hiểu được thị hiếu tiêu dùng thủy sản của người Nhật và việc xuất khẩu hàng hóa sang đây đã dễ dàng hơn. Từ tháng 4 năm 2019, theo biểu thuế EPA của Hải quan Nhật Bản, sản phẩm cá da trơn phi tươi, ướp lạnh vào thị trường này từ Thái Lan, Mexico, Chile, Philippines được miễn thuế nhập khẩu, còn từ ASEAN áp mức thuế 3,5%, các nước trong CPTPP, TPP11, được miễn thuế. Do đó, với việc cá tra phi đông lạnh chủ lực của Việt Nam được miễn thuế hoàn toàn, doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu hơn. Hồng Châu